And now we have a hotline from Thao Vi in Olac, also known as Vietnam. Kính thưa sư phụ, trong thời gian thiền bế quan cách ly do COVID-19, con nghe thấy mở truyền hình vô thượng sư, 1 giờ đồng hồ là có mấy triệu chúng sinh vô hình sẽ được đi giải thoát. Trong thiền định, con thấy họ đứng xếp hàng dài để chờ tới lượt của họ. Khi thấy cảnh đó, tận sâu trong tâm con hiểu được rằng những chúng sinh vô hình đó, họ rất thiết tha trực chờ để nghe và nhìn thấy truyền hình vô thượng sư từng phút, từng giây để được đi giải thoát. Cũng hôm đó, con nghe được virus nói chuyện với con. Virus nói, cô bị dương tính rồi, phải ở nhà, không được đi lung tung ra đường. Con đáp lại virus, ủa, cô ăn chay, ngồi thiền nữa, làm sao mà bị? Virus nói, cô bị thật, cô tin con đi. Nhưng không sao hết, cô sẽ tự khỏi bệnh. Con lập tức nghe theo luôn ở nhà. Qua mấy ngày sau, chồng con muốn ăn trái cây, con nói sáng mai sẽ đi ra chợ mua. Tối đó virus lại nói chuyện với con, sáng mai cô đừng đi mua trái cây, vì người bán họ đã bị nhiễm bệnh của con rồi. Thế là con ở nhà, không đi. Đến 7 ngày sau, chính quyền nơi con ở phát loa thông báo rằng ai từng đến mua trái cây của tiệm ấy trong khoảng thời gian 10 ngày gần đây phải khai báo để cách ly tập trung. Và người bán trái cây đó chính là người mà virus đã báo trước với con. Con quá đỗi xúc động, âm thầm cảm ơn sư phụ và virus thật nhiều. Biết được virus rất có tánh linh, rất hiểu và rất biết chuyện, truyền hình vô thượng sư đã luôn thanh lọc từ trường và bảo hộ chúng con an toàn tuyệt đối. Cộng với thiền định, cầu nguyện, sám hối và lòng biết ơn luôn là lá chắn tuyệt vời nhất cho tất cả mọi phương thuốc. Mỗi ngày, chúng con cầu nguyện ngày càng có nhiều người mở truyền hình vô thượng sư hơn và để chúng con, qua sự tu hành, được là cánh tay của sư phụ, giúp mang ân điển của Ngài truyền đến mọi người khắp mọi nơi trên thế giới. Cầu nguyện chúng sinh ở nơi tâm tối nhất cũng có thể nghe thấy và cảm nhận được ân điển của Ngài qua truyền hình vô thượng sư. Cảm ơn rất nhiều đến toàn thể đội ngũ truyền hình vô thượng sư đã nỗ lực ngày đêm. Con kính chúc sư phụ Phật thể an khang, trẻ mãi, bá niên trường trường thọ, cùng đội ngũ truyền hình thật nhiều sức khỏe. Đệ tử Thảo Vi từ Âu Lạc hay Việt Nam. Perceptive Thảo Vi, thank you for relating your inner visions. Master has some wise words to share with you. Grateful Thảo Vi, when we meet spiritually with an enlightened master, we become aware of many things that most people are not conscious of. The invisible and the visible world merge together, and we can receive guidance, wisdom, and insight from many sources that worldly people are not able to access. The virus protected you from harm, while many people died from it. The difference is in the energy. Our true nature protects us, and our ego brings us into harm's way. It is essential for survival on Earth that people follow their true nature, which includes being vegan, repentant, spiritually focused, and doing good deeds. Let us pray that all humans now awaken and follow the righteous way. May you and beautiful Olac, also known as Vietnam, be forever blessed by the grace of the Buddhas. No to vegan. Only the gentlemen and ladies choose it. We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.